Bạn mà đang đi sang Panaro. Đang mặt nạ nào hết luôn. Đang đi sang Panaro. Đang mặt nạ nào hết luôn. Đang mặt nạ nào rồi, còn nhà hàng ở ngoài không ạ? Đây là mấy cái những quán nhà hàng nằm ở ngoài này thì cho mở vui sợ không, đầy khách hết trơn luôn. Có đâu mà đây, mấy tiệm vẫn mở lại rồi các bạn. Không nhìn không có ai biết ai chăng, người nào cũng mang băng nạ hết, có giờ người không bận. Cái quán nằm ở ngoài mình rất đây mát quá, ăn gì không mày, người ta ngồi ăn mình cũng ngồi được chứ, mắc gì không, ngủ ngày mà. Ngồi ngoài ăn được mà, ngồi hả? Còn như vô mày mà đẹp quá này, xếp hàng vô shop nên giờ nó nhậu rồi nè. Không có 3 ly hết trơn rồi, 3 đến 9 ly luôn á. Ghê thật. Nó để bên ngoài bàn gì vui nè. Nha. Như mấy cái bàn tương thiết như vô à,
Ồ quá đã không. Này hướng bên bên đây là gì mày? Đây là cặp hát ở đây nè. Quá vui, bên này nó để bàn rồi ở ngoài hết trơn, đã quá. Quá trời luôn. Uống nước gì không mày? Khách hàng nước đây nè, đây đâu có đông mấy đâu. Mấy người ở ngoài đâu cho tiệm đâu. Nó trẻ bữa nào đi thăm đi em là xuống rồi. Thì bây giờ đi đi. Nay cứ tận được cái happy hour à. Thứ sáu có hả? Đây là hotel các bạn, sạn. Nó chặn giữa đường đây, nó để bàn ngoài luôn, không cho xe chạy luôn. Đây các bạn, nó chặn cái đường giữa chánh này, nó để bàn ngoài này, nó bán đồ ăn luôn. Nghĩa là khuya mau hơn á. Thành thái vậy hơn. Để đi vòng vòng sau vòng kia.
đây là Santana luôn, bạn vui thở không? Nó vô gì nhà hàng hả? Ủa em không vô phim phía bầu hả? Tao làm mất cửa cho tao. Đây tao làm mất cửa rồi các bạn. Đây là đường Santana Road mà. Ngoài đường nó đóng lại bên nó mở nhà hàng bán quán rồi lên.